Dạ cái này em nói nó hay lắm nha ông chị nha, đây là sản phẩm ta, sản phẩm cao cấp nha ông chị nha. Dạ sản phẩm cao cấp nha mọi người, chính vì vậy mọi người hãy yên tâm dùm cho em. Cái sản phẩm là Skin AEC, ta nói ngày hôm nay như chết đi sống lại, ngày hôm nay như chết đi sống lại. Rồi bây giờ Lâm sẽ test thử cái tay của Lâm cho gì coi luôn, Lâm sẽ test thử cái tay của Lâm cho mọi người coi luôn. Dạ quý vị biết không, đây là sản phẩm tắm trắng nha mọi người nha, bật tông ngay từ lần sử dụng đầu tiên, và đây là cái sản phẩm thương hiệu rất là lớn. Chính vì vậy mọi người hãy yên tâm, chất lượng của em không châm chích, không tác dụng phụ gì trơ trọi á, nếu như không trắng trả lại tiền cho gì luôn. Và sản phẩm này với công thức từ Hàn Quốc và sản xuất tại Việt Nam những gì nha, nên mọi người hãy yên tâm cho em, đảm bảo cái thương hiệu rất là lớn luôn. Bên đây có rất là nhiều thương hiệu gì coi, cái chai nó đẹp như thế này mấy má, chai rất là đẹp, chai thương hiệu ta nói rất là đẹp, cũng như là mẫu mã rất là ok. Ok giá bao nhiêu? Dạ 490k như vậy nha, và xài rất là lâu, cái chai nó bự chà bá lửa luôn. Rồi em sẽ test cho vị, chúng ta để chừng 15 phút nha vị nha. Bây giờ hot boy đang mệt chú vị, đây ủng hộ giùm cho em. Bây giờ ai muốn mua thì cứ để số điện thoại giùm cho em, hoặc là ai muốn làm chi nhánh, muốn làm đại lý thì cũng để số điện thoại giùm cho em luôn. Bây giờ ai mua thì cứ để số điện thoại giùm cho em. Và đây là cái sản phẩm nó mắc hơn thị trường một xíu, quý vị đừng có ham rẻ mua mấy cái trôi nổi ngoài đường ngoài xá. Nhiều khi nó cũng trắng rất là nhanh nhưng mà toàn là thuốc tẩy như vậy nha. Mọi người hãy sáng suốt trong cái vấn đề mà ta lựa chọn sản phẩm giùm cho em. Và đây là tắm trắng và sữa tắm luôn cũng có luôn. Rồi body cũng có luôn, tất tần tật ngày hôm nay đều có. Em nói không trắng một cái gì toán trong mặt của em thì toán trong mặt của em thì toán trong mặt của em. Bởi vì đây cái thương hiệu độc quyền nha quý vị nha, thương hiệu độc quyền. Chính vì vậy không có sợ hàng nhái hàng giả. Ủa sao bị sáng? Không sợ hàng nhái hàng giả gì nha quý vị nha. Bây giờ em sẽ kéo tay em ra thử đi coi nó trắng chưa, để em test của em trước nha quý vị. Gì vậy? Ơi tụi lắc khách sạn nó chửi không ta? Không đâu. Không sao đâu. Dạ. Yeah. Cái này kem giặt ra. Ồ, trắng nha má nha, trắng nha mấy má, trắng nha quý vị nha, ngoan ăn vừa miệng nha. Em nói gì không trắng tán trong mặt của em, không trắng là tán trong mặt của em. Bây giờ em sẽ test em trước, em sẽ thử em trước và sẽ thử thằng bé này sau. Chị em mở mấy lạnh giùm em một xíu nè, mở hết ra, hết ra rồi. Nó xì khói luôn kìa. Đây đây quý vị coi, đây rất là trắng, rất là mịn màng quý vị nha, rất là trắng luôn. Đây lát em sẽ test hai tay cho quý vị coi. Em nói gì trắng rất là trắng luôn, với một điều đặc biệt là sau khi trắng rồi thì chúng ta xích body lên giùm em, xích body nó khóa cái trắng lại. Body á thì có sữa tắm cũng có luôn, sữa tắm body ngày body đêm luôn. Cảm ơn vậy. 490.000 của hộp trà bá lửa, mình xài rất là lâu luôn. Cái hộp trà bá nữa như thế này quý vị nha, rất là lâu, xài một tháng dữ luôn, xài để trong gia đình ba tắm, mẹ tắm, ông nội tắm, bà ngoại tắm, xài một tháng dữ luôn. 490k. Dạ bình thường á tắm trắng ở ngoài 90.000 cũng có, 80.000 có, nhưng mà quý vị biết không, nhiều khi những sản phẩm trôi nổi á làm ảnh hưởng tới da của mình nha quý vị nha, nó sẽ bị dị ứng này. Còn đây là công ty đàng hoàng có tem chống hàng giả, nếu mà xảy ra dị ứng thì bên đây sẽ hoàn tiền cho quý vị, cũng như đền quý vị 10 triệu luôn. Một tuần mình quốc hai lần giùm cho em quý vị nha, ai muốn trắng mà trắng điếc á, một tuần quốc hai lần giùm cho em, bật tâm ngay từ lần sử dụng đầu tiên mới chế. Đây là cái thương hiệu cho nên giá nó hơi mắc ngoài thị trường gì nha. Nhiều khi mình ra chợ mình mua 80.000 cũng có, 70.000 cũng có, 15.000 cũng có luôn. Nhưng mà quý vị biết không, toàn là thuốc tẩy, thuốc duỗi tóc, thuốc uống tóc ở chổng không. Vậy em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ai muốn mua sỉ, muốn làm chi nhánh thì liên hệ giùm cho em. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.